Phim mới về cha thánh Maximilian Kolbe. Bộ phim về cuộc đời của cha thánh Maximilian Kolbe bắt đầu được trình chiếu vào đêm thứ hai ngày 26 tháng 10 tại Los Angeles dưới tiêu đề Hai Vương Miệng. Đây là một cuốn phim đào sâu về cuộc đời và vén mở những sự thật chưa hề được nói tới về vị thánh tuyệt vời và anh hùng Maximilian Kolbe, một linh mục dòng Francisco. Bộ phim nói về một con người mà ngoài sức tưởng tượng và không thể tin được vì đã tình nguyện chết thay cho một người bạn, là chồng và là cha ở cùng trại tử thần Auschwitz của Đức. Cha Kolbe là một người đã siêu vượt lên trên mọi biên giới con người để hiến mạng mình thay cho một người khác. Lòng dũng cảm, đức tin và niềm sắc tín của cha Kolbe đã thực hiện sứ mệnh của mình, làm cha trở thành một người duy nhất và độc nhất được quý mến. Phim đã được dàn dựng với sự tham gia của ông Kazimierz Piechowski, người đã sống với cha Maximilian trong thời gian ở trại tử thần đó. Ông Kazimierz đã tự thú những lời cha vị thánh ấy nói với anh ta lúc bấy giờ đã biến đổi anh ta như thế nào và hướng đạo anh ta trong bình diện thiêng liêng trong suốt cuộc đời của anh ta.